Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thông Thiên Chi Đạo, tập số 405. Bây giờ xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Mọi người thấy cảnh ấy phản ứng lại không giống nhau, nhưng mà tâm thần đều không ngoại lệ chìm xuống. Tuy bọn họ không rõ thức giới của Phương Hành, nhưng có thể thấy hỗn độn tiên viên chính là bị hắn dùng thủ đoạn nào đó lấy đi. Vốn bọn họ đều muốn vọt vào hỗn độn tiên viên tranh cướp tiên dược, bây giờ ý nghĩ này đã phá diệt, lại muốn chia cắt đã không thể. Nhìn dáng dấp cũng chỉ có thể ngạnh đoạt vị ma đầu, hoặc nói là đế tử kia. Ai có thể bắt giữ hắn, người đó có thể độc chiếm hỗn độn tiên viên. Bên không đoạt được hắn, vậy chỉ có thể tay không quay về. Thế cuộc trở nên càng hung hiểm, áp lực của chúng tù đều tăng gấp bội. Còn nữa, bây giờ Phương Hành đã tự do, nhảy đến một bên âm thầm cười quái dị. Sát khí của các tu sĩ thiền nguyên trong nháy mắt tiêu hơn nửa. Thời điểm Phương Hành không nhúc nhích, bọn họ nghĩ đến là ác danh mà ma đầu kia lưu lại ở thiền nguyên. Nhưng bây giờ nhìn thấy hành động như thường, nghĩ đến là hung danh lúc trước hắn lưu lại, trong khoảng thời gian ngắn ai dám động thủ. Mà hai phe khác, thần minh cùng với độc long tử tu là tối cao, lại lặng lặng đứng ở một bên không chút biến sắc. Vào lúc này, ba phe nhân mã, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám làm bừa, cũng không ai dám mở miệng nói chuyện. Hey, Thanh Nhan tiên tử, vừa nãy ngươi tùy hứng làm bậy, rốt cục gặp phiền toái lớn rồi. Nhìn thấy Phương Hành tự do, số má đào khách từ thiếu yết vẫn quấn quyết đến Thanh Nhan tiên tử, không cho nàng xuất thủ cứu giúp, cũng không tiếp tục động thủ nữa. Lưỡi đào vạch một cái, nhảy ra ngoài thần thông. Thanh Nhan tiên tử thì vốn một lòng vì Phương Hành, lúc này chẳng muốn nhiều lời, đôi mắt chỉ nhìn Phương Hành. Đệ tử thiếu ít thầm thở dài, nghiền ngẫm thế cuộc trong sân, không nhịn được nhíu chặt lông mày, lạnh lùng nói: hiện tại lại ra tay, chúng ta làm sao cướp qua mấy phương khác? Cũng có người thấp giọng nói: thế cục hôm nay, chúng ta và thần minh thế lực ngang nhau, nhưng mà không có đại la kim tiên tỏa chấn, mà nam tử lai lịch bí ẩn một thân một mình kia tự hồ không phải là người ở bên thần minh, nhưng mà hắn lại là đại la kim tiên. Chúng ta và thần minh gộp lại cũng không có người là đối thủ của hắn. Biện pháp duy nhất chỉ có thể trước liên thủ với thần minh, lấy nhiều đánh ít, đẩy lùi đại la kim tiên kia, sau đó cùng với thần minh tranh tiểu ma đầu. Chỉ là đại la kim tiên nơi nào dễ đối phó như vậy? Thần minh lại càng nghĩ càng cảm thấy khó xử, trong lòng nặng trịch như đè ép một tảng đá lớn. Bên thần minh, Thông Cổ thần vương trong mày không nhịn được quay đầu nhìn U Ẩn Trùng Mẫu. Hắn trực giác cảm thấy thế cuộc phát triển đến trình độ này cùng U Ẩn Trùng Mẫu kéo dài không thoát được quan hệ, chỉ là câu nói này không tiện nói ra miệng mà thôi. Vốn họ là muốn cướp ra tay, nhưng mà cục diện bây giờ lại không ai dám ra tay lục tục. Một vị đại la kim tiên, hai phe thế lực, và lúc này hình thành cục diện thế lực ngang nhau, bất kỳ bên nào thì cũng không dám tùy tiện động thủ. Bao quát vị đại la kim tiên kia, nếu lúc này hắn mạnh mẽ ra tay bắt giữ Phương Hành, tất nhiên sẽ gây nên thiên nguyên và thần minh đối kháng. Dù hắn là đại la kim tiên, ở dưới hai thế lực toàn lực phản kích cũng chưa chắc là có thể chiếm được chỗ tốt. Tuy hai phe này liên thủ không nhất định có thể thương tổn được hắn, nhưng mà tối thiểu sẽ gây ra loạn cục. Để ma đầu đạt được tự do chạy thoát vẫn có khả năng rất lớn, bởi vì không nhắm mắt, vì lẽ đó không ai dám ra tay lung tung. Đế Tiểu Thánh Quân, người vốn là người thần minh ta, vì sao không nói sớm? Lúc này Thông Cổ thần vương nở nụ cười, chậm rãi tiến đến ôm quyền nhìn Phương Hành, thấp giọng mở miệng: việc này chúng ta không hiểu, trước đây có chỗ đắc tội, nói như vậy hẳn là thần chủ hiểu rõ thân phận của ngươi. Bây giờ ngươi không cần lo, chỉ cần đến bên chúng ta, bất luận là ai muốn thương tổn ngươi thì cũng phải trước hỏi qua chúng ta có đáp ứng hay không. Dù đối phương có đại la kim tiên thì cũng không cần phải lo, lấy thực độ của thần chủ, nàng sắp trở về, không ai thương tổn được ngươi. Các vương nghe vậy đều cả kinh, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Thông Cổ thần vương. Thông Cổ thần vương thì mỉm cười, mặt đầy chân thành, không giống như giả bộ, dáng dấp cực kỳ thành khẩn. Hắn vừa nói ra làm cho thiên nguyên tỉnh ngộ, người người trái tim hơi động. Đúng vậy, hiện tại bất kỳ bên nào thì cũng không dám tùy tiện ra tay với ma đầu. Thiên nguyên và thần minh sợ đại la kim tiên kia lượm tiện nghi, vị đại la kim tiên kia tự hồ cũng lo lắng gây nên thiên nguyên và thần minh phản kháng mãnh liệt,
cục diện rằng co, nhưng mà có một người có thể đánh vỡ cục diện này, kia tự nhiên là ma đầu đã cướp được hỗn độn tiên viên. Nếu có thể thuyết phục hắn chủ động tới gần phe mình, như vậy chẳng phải chiếm hết ưu thế, trốn cũng được, đánh cũng được, đều trở nên làm ít mà hiệu quả nhiều. Trái tim các tu sĩ thiền nguyên vẫn lo lắng, chỉ sợ để thông cổ thần vương thuyết phục ma đầu này. Ngay cả u ẩn trùng mẫu lúc này cũng không nhịn được, ngẩng đầu nhìn về phía Đế Thích. May là nghe được lời này, ma đầu kia lại chỉ dùng ngón út móc lỗ tai, tựa hồ không nghe thấy. Ma đầu Phương Hành đạo hữu, người đã ở thiên nguyên phạm vào sai lầm lớn, cần gì phải mắc thêm lỗi lầm nữa. Lúc này số mã đào khách từ Thiếu Yết tựa hồ vừa mới phản ứng lại, cũng chậm rãi mở miệng, biểu hiện trầm trọng. Thiên nguyên sinh ngươi, dưỡng ngươi, dạy ngươi, ngươi mới có tu vi và bản lĩnh như bây giờ. Lẽ nào ngươi không có một tia quan tâm tới thiên nguyên? Trước đây gây ra sai lầm lớn, ngươi cũng đã phiêu bạt tinh vực mấy chục năm, chẳng đã thực không muốn trở về thiên nguyên. Bây giờ đối với ngươi mà nói chính là một cơ hội, đến bên này giao tiên viên cho chúng ta, vẫn có thể chuộc lại lỗi lầm lớn. Lời này nói đại nghĩa lẫm nhiên, hợp tình hợp lý, không có ít tu sĩ thiên nguyên thân thiết ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng Thanh Nhàn tiên tử lại cả giận nói, hắn không có phạm sai lầm, coi như là thiên nguyên chư tử đạo tràng, sự kiện kia cũng không có định luận, chỉ là các trưởng lão không cho phép chúng ta tùy tiện nghị luận mà thôi. Các ngươi lại dám nói hắn phản bội thiên nguyên? Đạo Vô Phương lạnh lùng nói, ta chỉ là tiên danh tam phẩm, người nhỏ lời nhẹ, nhưng mà không thể không nói một câu. Việc lúc trước ta có tham gia, tận mắt nhìn thấy Phương Hành đạo hữu vì thiên nguyên không tiếc đời mình, ác liệt chiến đấu thần tử dạ tộc. Chuyện này ta đã nói qua không biết bao nhiêu lần, nhưng mà các ngươi không tin, trái lại tin những lời đồn kia. Chúng tôi nghe xong đều cười lạnh, nhưng dưới tình huống này không ai phản đối. Nếu không phải lo lắng làm tức giận ma đầu kia, lúc này tất nhiên sẽ có người phản bác. Thanh Nhàn tiên tử, Vô Phương đạo hữu, chớ hồ đồ. Các người có giao tình với hắn, nên khuyên hắn bỏ chỗ tối đi theo chỗ sáng mới đúng. Sấu mã đạo khách từ Thiếu Yết trao mày, ánh mắt quét về phía Thanh Nhàn tiên tử và Đạo Vô Phương. Ánh mắt của hắn bao hàm thâm ý, tựa hồ muốn khuyên Thanh Nhàn tiên tử và Đạo Vô Phương mở miệng khuyên Phương Hành quay về. Ngay cả các tu sĩ thiên nguyên ở xung quanh cũng có không ít người ý thức được điểm này, vội vã nhìn hai người trong nháy mắt. Thiên nguyên đã đắc tội ma đầu kia, muốn kéo hắn lại, tựa hồ chỉ có mượn hai người này đến đánh bại tình cảm. Nhưng mà hai người kia làm như không thấy, nói xong lại chăm chú ngậm miệng, không nói một lời. Mà ở trong các tu sĩ thiên nguyên, Ô Nhất Điền lặng lẽ giấu sách vào trong ngực, sau đó lùi lại. Người xung quanh không nhịn được liếc mắt nhìn hắn. Hắn ngoại mạnh trong yếu, trừng mắt lại, liên tục lắc đầu. Ngươi nhìn ta làm gì? Coi như ta biết hắn, ta cũng không khuyên hắn, càng quen càng không khuyên. Người xung quanh khịt mũi coi thường. Cũng không ai nói người biết hắn nhỉ. Lại nghĩ đến vị đạo hữu này từ trước đến giờ đi điên khùng khùng, cũng không có người để ý tới hắn. Phương đạo hữu, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, mong ngươi suy nghĩ kỹ càng. Bên phía thiền nguyên, Vương đạo nhân cũng mở miệng, khẩu khí ẩm lãnh, mặc dù là khuyên bảo, nhưng mà rõ ràng là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cơ hội cuối cùng. Đến lúc này, Phương Hành vẫn trầm mặc mở miệng, nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt ở trên âm trầm, chậm rãi nhìn số mã đao khách, Thanh Nhàn tiên tử, Vương đạo nhân cùng với Đạo Vô Phương. Ánh mắt dừng lại ở trên người Thanh Nhàn tiên tử và Đạo Vô Phương một lát, sau đó rời đi, cười gần. Vậy các người có nghĩ tới hay không? Vừa nãy ta nhìn các người gọi một tiếng đã lâu không gặp, chính là ta cho các người cơ hội cuối cùng. Nhưng mà bây giờ các người còn không cân nhắc rõ ràng, hiện tại cần gì phải... Nói đến chỗ này, hơi dừng một chút, âm thanh băng hàn. Đến chỗ ta tìm lúng túng chứ? Bá một tiếng, sấu mã đào khách từ Thiếu Yết đổi sắc mặt. Người là muốn một đường đi tới đen sao? Ở trong lời này, vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt, tràn đầy ý chỉ tiếc mài sắt không thành thép, dẫn tới trái tim chúng tu chìm xuống. Thanh Nhàn tiên tử thất kinh, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành, muốn nói lại thôi. Vô Phương thở dài, khẽ lắc đầu. Tiểu gia ta đi vẫn luôn là đen, ngươi không biết sao? Phương Hành thì tiếp lời của số mã đạo khách,
uy nghiêm đáng sợ quát khẽ, dầm một tiếng, lấy ra một thanh ma đao mang theo sát khí, chậm rãi đặt trước người. Sau đó ánh mắt đảo qua Thiên Nguyên, đảo qua Thần Minh, cũng đảo qua Độc Long, trầm mặc không nói. Ở trên người có ma khí mênh mông quần quần, như đã khói đèn che đậy thân hình quán, nở nụ cười lạnh. Hiện tại ta còn muốn từng bước đi ra ngoài, xem các người ai dám tới cản ta. Muốn giết ra ngoài sao? Phương Hành âm lãnh nói, nghe vào trong tai của tu sĩ Thiên Nguyên và sinh linh thần tộc, trái tim đều run lên. Trong khoảng thời gian ngắn, không người mở miệng nói chuyện. Nhưng lúc này, Phương Hành cười sang sảng, không khí phí lời nào, xoay người nhìn Si Nhi, chỉ thấy nàng mở to mắt nhìn mình, có vẻ vừa lo lắng vừa kinh sợ, không khỏi cười ha ha, nặn nặn mặt của nàng, sau đó tay phải phất một cái, trực tiếp phất Si Nhi vào trong cốt lâu. Ngay cả Thanh La tiên tử cũng bị đưa vào, sau đó đầu lâu hóa thành một vật nhỏ, thắt ở bên hông quán. Làm xong chuyện này, mắt Phương Hành đột nhiên quét tới, uy nghiêm đáng sợ quát lên. Hiện tại các người không dám ra tay với ta, vậy tới đi. Nói xong, khi Thiên Bá Màn Đào vung một cái, tựa hồ đang tìm kiếm đối thủ. Lúc này hắn bộc phát hùng khí, trợn mắt quét bốn phía, bất kể là Thiên Nguyên hay là Thần Minh, ai dám dễ dàng trêu chọc hắn. Trong lúc nhất thời, bốn phía vắng vẻ, không người trả lời. Thời điểm mũi đao của Phương Hành chuyển tới bên Thiên Nguyên, tựa hồ Vương Đạo Nhân bị hung khí trên người hắn trấn nhiếp, còn mắt không khỏi chớp chớp nháy. Sau đó nhìn về phía Phương Hành, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, thân hình lui về phía sau. Ngươi nhìn cái gì? Hắn vốn tưởng ánh mắt của Phương Hành chỉ đảo qua hắn, lại không nghĩ rằng Phương Hành lại nhìn chằm chằm hắn, lạnh giọng nói một câu: ta nhìn ngươi. Vương Đạo Nhân ở dưới vạn chúng chú mục, cũng không muốn mất mặt mũi, theo bản năng muốn mạnh miệng. Nhưng mà lời nói còn chưa ra, Phương Hành đã tiến lên, hung khí bạo phát, cả người lại như là núi lửa thiêu đốt, ánh đao chém về phía Vương Đạo Nhân. Nhìn ta liền chặt người. Thời điểm gầm lên, Phương Hành đã vọt tới trước người Vương Đạo Nhân. Vương Đạo Nhân bị hắn dọa đến sợ vỡ mặt, thất thanh kêu to. Chỉ bằng thực lực tiên danh tam phẩm quán, ở trong chư tử đạo tràng cũng là đệ tử nội môn, nhưng mà nội môn thì sao? Thời gian hắn được tiên danh không lâu, căn bản không có tích lũy bao nhiêu lực lượng. Bây giờ tu vi chết no thì cũng chỉ có thể đối kháng với chân tiên cảnh, hơn nơi nào có thể so chiếu với Phương Hành bây giờ. Đón một đao này, hắn sợ hãi đến không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chui vào trong đám người, một lòng bảo mệnh. Ma đầu ngươi dám! Thấy Phương Hành ra tay, như một đoàn ma vân quân tới, nhìn như nhắm vào Vương Đạo Nhân. Trên thực tế, mười mấy tu sĩ Thiên Nguyên đều bị bao phủ. Tu sĩ Thiên Nguyên khác nơi nào còn dám thất lễ. Sấu Mã Đào Khách từ Thiếu Yết quát to một tiếng, vội vàng chạy tới. Đao gì tạo nên tầng tầng sóng gợn, mênh mông quần quận chém về phía Phương Hành. Cùng lúc đó, ngay cả Đạo Vô Vương và Thanh Nhan tiên tử cũng giật nảy mình, ánh mắt hai người bao hàm tiếc hận và tuyệt vọng, cùng kinh hô lên. Các người đã gọi ta là ma đầu, vậy ta không lộ chút thủ đoạn của ma đầu, làm sao xứng với các người? Phương Hành lạnh giọng cười to. Khi Thiên Bá Màn Đao vung mạnh, thanh đao gì kia bị va bay ra ngoài, rác rải tứ phương như pháo hoa nổ tan. Tu sĩ Thiên Nguyên trong phạm vi trăm dặm đều bị lực lượng giải rác quét đến liền giềng, kêu thảm không ngừng. Ngay cả Số Mã Đao Khách từ Thiết Yếu thì cũng rên một tiếng, thịch thịch lui về phía sau vài bước, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hồ mấy hơi thở mới ổn định lại. Ma đầu kia mạnh thật, ta vốn là tiên danh nhất phẩm, đạt được tiên hồn gia trì, cảnh giới tăng lên rất nhanh. Dựa theo các trưởng lão giải thích, bây giờ ta đối đầu với Thái Ất Thượng Tiên hậu kỳ cũng có sức đánh một trận. Nếu tương lai có đầy đủ nội tình và tài nguyên, lực lượng tiên hồn hoàn toàn phát huy, ngay cả Đại La Kim Tiên thì cũng có thể chiến một trận. Sao bây giờ cảm giác còn yếu hơn hắn rất nhiều? Ở trong nháy mắt này, trong lòng Số Mã Đào Khách từ Thiếu Yết khiếp sợ khó nói nên lời. Hắn cùng với thiên kiều khác của Thiên Nguyên leo lên phong thần bảng, tự nhiên rõ ràng một đạo lý, đó chính là tu vi của bọn họ đều là hư. Như trước đây Thanh Nhan tiên tử nói với U Ẩn Trùng Mẫu, tu vi của mình là tài nguyên chất lên. Vì vậy khi bọn họ chiếm được tiên danh ở phong thần bảng, đã có trưởng lão giảng giải phân tích lợi hại ở trong đó. Tuy nhiên cũng chính là nguyên nhân này, hắn mới cảm giác giật mình, bởi vì mình đã đứng trên vai cự nhân mới có tư vi bây giờ. Nhưng lúc trước ma đầu kia không có tạo hóa này, hắn làm sao nắm giữ bản lĩnh như vậy, có thể so chiếu với mình? Lẽ nào thực sự như lời đồn đại,
hắn có thể so sánh với mấy quái thai mà ngay cả trưởng lão cũng không dám quản. Các loại ý nghĩ lóe lên trong lòng, thực sự là căm giận khó bình. Có cảm giác này như là con cái nhà giàu tranh cướp gia sản, một người trong đó bị trục xuất, phiêu bạt không chỗ nương tựa. Nhưng mấy chục năm sau gặp lại, những công tử kế thừa gia sản kia bất ngờ phát hiện con rơi bị trục xuất kia lại có tài lực khủng hậu hơn cả mình. Một là không muốn tin tưởng hắn có thể tay không làm ra tài sản, hai là có chút không cam lòng. Tiên danh nhất phẩm, chỉ có ngần ấy bản lĩnh sao? Phương Hành đột nhiên quay người sang, uy nghiêm đáng sợ quát: nói như thế, lúc trước ta không vào thông tiên kiều là đúng. Nói xong quay lại thần đao chém về phía số bá đao. Trước đây hắn ở trong tay của đám người Lệ Hồng Y lĩnh giáo qua thực lực của tiên danh nhị phẩm, cảm giác đó là một loại gia trì có thể sánh ngang tiên mệnh, thậm chí nhìn bề ngoài còn cường đại hơn tiên mệnh, đủ làm tu vi mọi người tăng lên mấy cấp độ, còn nắm giữ tiềm lực khủng bố. Chân tiên bình thường đối đầu bọn họ căn bản không hề có lực chống đỡ. Bây giờ không dễ dàng nhìn thấy tiên danh nhất phẩm chân chính, trong lòng có chút khát vọng, dù sao đây chính là đồ vật lúc trước người ta không chịu cho mình. Trong lòng hắn kìm nén nộ khí, muốn nhìn đồ vật các người không chịu cho ta đến tột cùng có lợi hại bao nhiêu. Ma đầu kia tuyệt tâm diệt tính, tội không thể tha thứ. Chư vị đồng đạo, chúng ta đồng thời trảm yêu trừ ma. Trong nháy mắt này, Vương đạo nhân trốn trong các tu sĩ thiên nguyên đã kéo cao cổ họng kêu lớn, biểu hiện hoảng loạn: bày xuống đại trận trảm yêu trừ ma. Các tu sĩ thiên nguyên hét lớn, từng người vận chuyển thần thông, bốn phía tám hướng che kín bầu trời, bao phủ về Phương Hành. Số mã đào khách từ Thiếu Ít cũng quát một tiếng, nhảy đến trên ngựa, múa đào xông về phía trước. Cùng lúc đó, trên người hắn kim quang mãnh liệt, lúc ẩn lúc hiện, hình thành bóng mờ của một vị tiên nhân, bao phủ toàn thân. Theo động tác múa đao về phía trước của hắn, bóng mờ tiên nhân cũng vạch về phía trước. Lập tức có một đạo thần thông huy hoàng gào thét bay lên, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, vọt về phía Phương Hành. Lại có thể nhìn thấy khí tức đại đạo ẩn lúc hiện. Có thể nói đòn đánh này ở một trình độ nào đó đã có chút bóng dáng của Đại La Kim Tiên. Nếu không tận mắt nhìn thấy, thực không thể tin được thứ này lại là một người tu hành chỉ có mấy chục năm triển khai ra. Này chính là bí mật tiên danh nhất phẩm của các ngươi sao? Nhìn thấy công kích này, Phương Hành thấp giọng quát, dò xét ra một chút bí mật của tiên danh. Trái tim hơi động, bước lên một bước, ở trong lòng không bảo lưu, vận chuyển toàn lực. Khi thiên bá màn đào không né không tránh, ngạnh chém mà ra. Trong giây lát sau đó, sau lưng hắn hiện hóa ra ba long ảnh mơ hồ khó gặp. Cùng lúc đó có tiếng đàn vang lên, đâm màng tai người. Tựa hồ ở phía sau Phương Hành có một cây đàn ngọc vô hình khẩy mạnh. Mỗi khẩy một tiếng, khí thế của trên người Phương Hành sẽ mạnh mẽ một phần. Một lần tiếng đàn chạm nhau, sát cơ trên người Phương Hành càng tăng lên. Đến cuối cùng, như có ba bóng mờ xuất hiện ở xung quanh Phương Hành, theo một đao kia chém tới. Người đây là... Từ Thiếu Ít thấy một đao này, kinh hãi đến biến sắc, trong nháy mắt thất thần. Nếu ngươi là tiên danh nhất phẩm, như vậy ta tính mấy phẩm? Phương Hành cười lớn, hay ánh đao đụng vào nhau. Ầm ầm, tinh vực đại biến, khí lưu như là biển càn quét bốn vực. Từ Thiếu Ít ở dưới một đao này hầu như là liên tiếp phá nát, ở trên người hiện hóa ra tiên ảnh cũng tiêu tán, máu phun phè phè, thân hình ngã về phía sau. Nhưng mà lúc này Phương Hành theo sát bước lên, đập vào một quyền, tiếng đàn quay người mãnh liệt. Từ Thiếu Ít đã sợ hãi đến vội vã lướt về phía sau, nhưng mà con ngựa chạy không kịp, bị Phương Hành đập trúng đầu. Con ngựa gào thét, cả người đổ nát, hóa thành huyết nhục đầy trời. Truy phong! Số mã đào khách Từ Thiếu Ít kêu to, nhưng mà chỉ gọi một nửa đã ho ra đầy máu. Lúc này hầu như không ai có thể rõ ràng trái tim hắn bi thống. Phương Hành cũng không để ý tới, một quyền đánh cục con ngựa, kinh sợ thối lui Từ Thiếu Ít, lại đạp ra một bước, tiên pháp xoay chuyển, đánh bay mười mấy tu sĩ thiên nguyên đến gần. Cả người như là lợi kiếm vọt thẳng vào trong các tu sĩ thiên nguyên, ép thẳng về phía trước, đi tới trước người Vương đạo nhân. Nhanh, nhanh giết! Vương đạo nhân vội vàng tiến vào trong các tu sĩ thiên nguyên, chính là do vì bảo mệnh. Lúc này hắn đang ra sức kêu to, dục người xung quanh tiến lên vây giết Phương Hành. Nhưng mà đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh toát, trái tim cả kinh, cái cổ chậm rãi quay người. Sau đó hắn nhìn thấy một bàn tay lớn mạnh mẽ vồ về phía mình, nắm cổ của mình, chậm rãi giơ mình lên ở chỗ không trung. Trong quá trình này,
dù hắn cũng có một thân tu vi, nhưng mà một chút cũng không sử dụng ra được. Ngươi dám giết ta? Vương đạo nhân thấy ánh mắt âm lãnh của Vương Hành, ngay cả đầu lưỡi cũng cứng lại. Nếu như trước đây bất luận ta làm sự tình gì, cũng sẽ trong miệng các người thay đổi dáng dấp. Phương Hành thì gằn giọng cười gằn. Vậy thì hôm nay ta ở trong lòng các ngươi lưu lại một vết thương, để các ngươi vĩnh viễn không bao giờ quên. Không nên giết hắn. Các tu sĩ thiên nguyên chẳng ai nghĩ tới bây giờ tu vi của Phương Hành khủng bố như vậy, trong vòng một chiêu đẩy lùi tiên danh nhất phẩm Từ Thiếu Ít, càng ở thời điểm mọi người chưa kết thành đại trận, thậm chí ngay cả phản ứng cũng chưa xong, liền bắt Vương đạo nhân như là xách con gà con. Bây giờ tính mạng Vương đạo nhân đã trong tay hắn, không biết bao nhiêu người đã sợ hãi hô to. Giết hắn liền không cách nào quay đầu lại. Trong này thậm chí bao gồm cả Thanh Nhan tiên tử và Đạo Vô Vương, bọn họ đều khiếp sợ kêu to, vội vàng xông về phía trước muốn ngăn cản Vương Hành. Dù sao trong lòng bọn họ đã hiểu rõ, coi như Vương đạo nhân này đắc tội Phương Hành, hay là bị chư tử đạo tràng vu hại cừu hận bao nhiêu, và lúc này Phương Hành cũng không thể giết người. Bởi vì chỉ cần hắn không giết người thì dù vu hại nghiêm trọng đến đâu thì cũng có một ngày nói rõ. Nhưng mà dưới trường hợp này, dưới vạn chúng chú mục, nếu Phương Hành tự mình động thủ chém giết Vương đạo nhân, vậy hắn thực lựa chọn đối địch với Thiên Nguyên. Đến thời điểm đó, bất kể là ai cũng không thể may thay hắn phân trần cái gì, chỉ có thể định vững tội danh toán. Mà lúc này, thời điểm Phương Hành nhấc Vương đạo nhân lên, những người khác đều trầm mặc lại, hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi lòng trong lòng mỗi người đều khiếp sợ, chỉ nghĩ một vấn đề: hắn thực sự dám giết người sao? Ma đầu, người dám giết ta? Phan Cổng, ngươi đừng giết ta. Giết ta, ngươi sẽ không quay đầu lại được đâu. Hết thầy có chỗ giảng hòa mà. Trên giới chư tử đạo tràng đều sẽ đối địch với ngươi, ngươi nhất định sẽ hối hận. Vương đạo nhân bị Phương Hành nắm ở trong tay, cũng giận dữ kêu lớn, vừa sợ hãi lại vừa phẫn nộ. Lúc này hắn cũng không biết mình là nên xin tha hay là uy hiếp, miệng kêu lung tung, làm cho mọi người lo lắng đề phòng. Nhưng mà đối với vấn đề lớn này, Phương Hành không nghĩ quá phức tạp như bọn họ. Ta vốn không muốn quay đầu lại. Đối mặt hai người sau lưng rõ ràng chưa ý thân thiết kia, Phương Hành cũng không quay đầu lại nói. Sau đó hắn múa đao, máu tươi vùng vãi, thanh âm kinh ngạc nổi lên bốn phía. Vương đạo nhân đang không ngừng kêu loạn, thanh âm tắc nghẽn, một cái đầu lăn xuống, bị Phương Hành đá bay đi, cũng không biết đã bay về hướng nào. Mà thời điểm đầu bị đá bay, Vương đạo nhân rõ ràng còn chưa có chết. Phương Hành vung tay, liệt diễm quần quần, thiêu cơ thể của hắn thành tro tàn. Không biết người bình thường tận mắt nhìn thấy thân thể của mình bị thiêu thành tro tàn là cái tư vị gì. Nói chung thời khắc này, thần niệm Vương đạo nhân là hận tích cực điểm. Hắn thực sự giết người Thiên Nguyên. Tĩnh mịch đi qua, có người sợ hãi kêu lớn, thanh âm run rẩy. Hiển nhiên bọn họ đều hiểu đây là ma đầu kia làm ra lựa chọn. Cũng không biết vì sao, trên vai bọn họ như là đè xuống một ngọn núi. Mùi vị đó thật giống như bỗng nhiên lại thêm ra một đối thủ khủng bố, để bọn họ vừa sợ vừa hận. Ma đầu, ta không giết người, thề không làm người. Trong kinh hoàng, bỗng nhiên có tiếng quát to vang lên. Chúng tu đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là số ma đầu khách Từ Thiếu Yết. Vẻ mặt hắn phẫn hận, nâng thi thể ngựa gầy quỳ ở trong tinh vực, ánh mắt đỏ như máu, gắt gao nhìn Phương Hành, âm thanh như dao, sát khí lạnh lẽo. Truy phòng theo ta cả đời, theo ta lưu lạc giang hồ 30 năm, cùng ta kinh xương lịch tuyết, sống nương tựa lẫn nhau. Ta coi nó như là huynh đệ, coi là người nhà. Nhưng ngươi lại... Hắn mạnh mẽ nói, trong viền mắt lại có hai hàng huyết lệ chảy xuống, khiến lòng người chua xót. Đệ tử Thiên Nguyên kết thành đại trận, cùng ma đầu kia không chết không thôi. Nói đến cuối cùng, hắn đột nhiên hét lớn, thanh âm chấn động khắp nơi. Không giết ma đầu, không chết không thôi. Chấm ma đầu này, vì Thiên Nguyên trừ hại. Vừa nãy ta còn đang do dự, nhưng hiện tại thấy người giết Vương đạo hữu, còn có lời gì để biện giải nữa. Trong nháy mắt cũng không biết bao nhiêu người bị tâm tình Từ Thiếu Ít cảm hóa, lừa giận hừng hực, theo hắn hét lớn. Sau đó triển khai thần thông, vãng lai ngang dọc, đan dệt như lưới, ai về chỗ nấy. Thiếu người có mấy phần đại trận lớn hoặc là nhỏ bao phủ Phương Hành,
từng cái sát khí ngút trời, trận uy hùng hồn trấn áp lại. Người Thiên Nguyên muốn giết ta, sao chỉ là một hai lần? Nhưng đối mặt đại trận, Phương Hành lại nở nụ cười. Nếu như thật có bản lĩnh, vậy thì giết cho ta xem. Hắn một bên cười gằn, một bên cầm đại đao đón lấy vô số đại trận vào tới. Ầm một tiếng, một trận đại chiến chân chính triển khai. Phương Hành cùng các tu sĩ Thiên Nguyên tạo thành đại trận tiếp xúc, sau đó bùng nổ ra phong vũ lôi điện, thần quang phá diệt, như là một đoàn phong bạo tuôn rào tinh vực. Phàm là ngôi sao bị dư âm quét trúng đều trong nháy mắt nổ tung, như là vô số pháo hoa cùng huyết nhục tàn thi, tiếng thần thông càn quét, tiếng pháp bảo vỡ vụn, tiếng la giết, tiếng rên rỉ đan dệt một thể, cực kỳ hỗn loạn. Ở trong hỗn loạn tưng bừng, chiến trường này thậm chí khiến người ta cảm thấy một vẻ đẹp sực sỡ. Đây đúng là một hồi ác chiến. Chúng ta thời điểm Phương Hành và các tu sĩ Thiên Nguyên ác chiến không ngớt, giết đến đổ máu ngập trời. Với tình cảnh hỗn loạn tưng bừng, Thông Cổ Thần Vương và U Ẩn Trùng Mẫu cũng có chút xúc động. Người người giấu giếm sát cơ, bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay. Hắn là tiểu thánh của thần đình ta, chúng ta vốn nên cứu hắn, chỉ là nhìn dáng dấp hắn hiện tại tựa hồ cũng không chung với thần chủ. Kế sách hiện nay chỉ có thể trước chờ bọn hắn lưỡng bại cầu thương, ta lại ngư ông đắc lợi. Chỉ là vị đại la kim tiên kia, Thông Cổ Thần Vương trầm ngâm, không nhịn được nhìn về phía đại la kim tiên kia. Nhưng vào lúc này, trong mắt vị đại la kim tiên Độc Long Tử kia bắn ra ánh sáng trong mắt, như là tràn đầy vui sướng, thấp giọng nói: bây giờ xem như là niềm vui bất ngờ. Nhìn dáng dấp vị đệ đệ kia của ta, ở Thiên Nguyên danh tiếng cũng không quá tốt, dễ dàng như thế liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cũng bớt đi ta tính toán. Cũng được, sự không thể trì hoãn, là thời điểm nên thu lưới rồi. Trước lấy hỗn độn tiên viên lại nói, chỉ cần có tiên viên, trở về đại xích thiên chính là kỳ công. Nói xong năm ngón tay đưa ra phía sau, không để cho người chú ý gảy lên mấy lần. Bên thần minh, U Ẩn Trùng Mẫu trầm giọng mở miệng: vị đệ tử kia thực lực không tầm thường, sợ là ở trong thái ất cảnh khó gặp kịch thủ. Chỉ có điều ở bên Thiên Nguyên, người đông thế mạnh, đại trận tinh kỳ, còn nữa trên người bọn họ đều có một loại gia trì quái lạ, ngay cả ta cũng sợ mất mật. Chúng ta không thể bất cẩn, vạn nhất để Thiên Nguyên bắt giữ hắn, chẳng phải là thần tộc không thu hoạch được gì. Mọi người nghe lệnh, nhanh chóng giết ra ngoài, ai có thể bắt giữ vị đệ tử kia, ta tất sẽ thượng biểu thần chủ, ban thưởng đại công. Thông Cổ Thần Vương giật mình, vội vàng quay người sang: ngươi... Nhưng mà lời còn chưa nói hết, U Ẩn Trùng Mẫu đã gào thét, ngón tay điểm ra, chỉ nghe nhiều tiếng kêu quái dị truyền tới. Rõ ràng là quái vật mà vừa rồi nàng đối phó, Thành Nhàn tiên tử sinh ra. Lúc này ăn được huyết nhục, thân hình càng to lớn khủng bố, hung thần ác sát vỗ cánh, như một hành tinh màu đen vọt về phía Phương Hành. Mà theo nó lao ra, vô số sinh linh thần tộc cũng kêu to, như là mây đen quét ngang tinh vực vọt tới. Vốn Phương Hành đã bị vô số đại trận vây công, bóng người lay động, hầu như là nhấn chìm thân hình quán. Bây giờ áp lực lại tăng gấp đôi, các loại sinh linh thần tộc hình thù kỳ quái tận dụng mọi thứ, khát máu dữ tợn, phá hỏng tất cả khe hở ở trong chiến trường. Này quả thực là ba tầng trong, ba tầng ngoài vây chết hắn. Trong tinh vực sát khí quần quần hội tụ thành đại thế, như là ngân hà treo ngược, hóa thành vòng xoáy to lớn. Mà ở trung tâm vòng xoáy, phân hành một người một đao đối kháng chư thiên vạn vực, yêu tiên thần quái. Trận chiến này thoải mái, sao không đồng thời tiến lên đi? Nhưng mà trong vòng vây, tiếng cười điên cuồng của Phương Hành vang vọng, chiến ý vô tận, làm người khác kinh ngạc. Ma đầu, người đã không còn đường sống, còn không quỳ xuống xin tha, bó tay chịu trói. Trong lúc chém giết, có người có ý định làm tức giận Phương Hành, cố ý trào phúng hết lớn: ma đầu, người chết chắc rồi, dù là ai cũng không cứu được ngươi. Càng có người uy hiếp nói, nỗ lực đánh nát lòng tự tin của Phương Hành. Ngày hôm nay tiểu gia muốn giết thoải mái, các người muốn giữ lại ta có thể. Phương Hành trong lúc ác chiến cũng không ngại phân tâm cãi lại. Khi thiên bá màn đào vung vẩy, chính đạo ánh sáng như là mặt trời chói chang bay lên rọi sáng một vực, dưới chân hiện ra biển máu, hai loại quái lực gia trì ở trên khi thiên bá màn đào, ở trong nháy mắt càn quét gần ngàn dặm, cũng không biết đã quét bay bao nhiêu sinh linh thần tộc, phá hỏng bao nhiêu đại trận, lại càng không biết chiếm bao nhiêu người. Chân tay cụt bay tán loạn, tiên huyết dội bốn phía, nhuộm đỏ hư không. Mà ở trung tâm biển máu, Phương Hành hoành đao trước ngực, lớn tiếng cười to:
chỉ ít cũng phải lưu một nửa chôn cùng ta. Chuyện này, tặc này thật hung hãn. Vô số bị ma khí quán dọa sợ, thậm chí ngay cả khí cũng không thở ra. Qua gần một tức thì mới có người hò hét, nhắm mắt xông lên. Các người cho rằng hắn là ai? Mà lúc này ở bên dưới chiến trường, Thành Nhàn tiên tử đã khóc không ra nước mắt. Đạo Vô Phương thì nhìn chiến trường không ngừng lắc đầu, vẻ mặt bi thương vô lực, trầm thấp than thở. Hắn là thiên nguyên đệ nhất ma đầu Phương Hành mà. Nghỉ ở đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào tập tiếp theo. Chúc ngủ ngon nhé.